Trần Anh vừa về vùng mẫu Ford Everest đời 2009 nè. Em này form mới nha, máy điện ga điện hết rồi anh em. Giá thành hợp lý, rẻ lắm. 79A03644. Form dán nước sơn, chất sơn rim còn nha anh em. Xe này chạy chuẩn 200 ngàn thôi. Máy móc còn nguyên bản hết. Form hoa thị. Bốn cái vỏ đâu đó được tầm 50%. Bô nè anh chị, thấy bô nhìn mới tinh không? Cái nào có bề gác chân. Em này nguyên bản là nội thất là ghế nỉ hết toàn diện nha anh em. Nè, ga điện, máy điện, chủ nhà đã full led hết toàn bộ rồi cho bà con có bác rồi. Biểu tượng nguyên bản của Ford. Em này chạy đâu đó 7-8 lít dầu. Ga điện, máy điện đi sướng. Cái này nó có nhẹ là hồi trước nó có cái vật cho nó đổ lên nắp capo, nó bị móp nắp capo tí xíu xíu cho anh quay luôn. Nhưng mà ngược lại là nắp capo có tháo rất là báo luôn nha. Rồi giá nó rẻ thôi anh em. Giá thành bao rẻ cho anh em. Form đẹp lắm. 260 triệu mẫu này. Anh em mua cho anh sẽ có bớt. Rẻ không? Bao rẻ, rẻ hơn giá thị trường đến 20-30 triệu. Đây nè, xương đầu là nguyên si nha. Không có đâm ve nha. Hai bên này cũng vậy nè. Có cái nắp capo nó bị móp nè. Anh chị, đó anh chị thấy nó móp không? Cái cây nó bị rớt cái nắp capo, nó bị móp một tí nắp capo một tí xíu thôi. À, chỉ ở trên ở đây là vẫn là chỉ riêng nguyên bản 100%. Phần nỉ cách nhiệt của em nó là nguyên si nha. Đây nè, bon điện vẫn còn nguyên si không mất nè. Nó bị giật nó có bò ra ngay đây một tí xíu thôi. Đây nè, chỗ này một tí xíu thôi. Hai bên là chỉ nó vẫn nguyên vẹn hết toàn bộ nha. Và đồng thời nắp capo cũng có tháo, nó là cho anh báo luôn. Xe có sao là báo vậy. Em đi sử dụng toàn bộ hệ thống quạt ly tâm. Hồ sơ cho anh bao rút cho anh em, cho nên bà con có bác yên tâm nha. Em đi sử dụng toàn bộ hệ thống dây cola cam. Đây anh em nè, dây cola cam hết toàn diện. Xài đi đôi là 1, là 2, là 3, là 4 rồi. 4 cái bếp full. Đây là bếp full FI. Ga điện phải đi đôi với bếp full. Tức là bà con khi bà con đề máy lên bà con không phải xông nữa. Chạy trang máy xăng thôi nha. À, bộ ga của em nó là nguyên si. Ốc tán 7 màu chưa mở luôn. Đây anh chị. Anh chị ấy phấn xong 7 màu không? Cái bát vàng ươm luôn nè. Bát của em nó là vàng ươm luôn. Máy em này là bao rin. Mặt nắp đầu ron cam cò có ngấm nhớt, người ta cũng có canh chỉnh rồi anh em. Đó là báo luôn. Đây anh em nè, mặt nắp đầu nắp cam cò là có canh chỉnh rồi nha anh em. Em này xài cam ngoài nè. Đó, xe không có tí độ hơi. Nó máy dọc hết toàn bộ, máy dầu. Đi em này nó bền lắm. Người ta có thay hệ thống đường bơm nước nè. Hệ thống đường bơm nước có thay. Ốc tán rồi bát nó vẫn còn mới tinh. Nắp capo là keo chỉ nha. Nó có hở đây tí xíu nè. Quay nè, nó hở đây tí xíu nè. Nó dập cái nắp capo xong cái nắp capo nó đè xuống, nó đè cái này xuống nè. Nó bị một tí xíu không ảnh hưởng. Nó giá 260 triệu cho một của anh chị mẫu này. Anh chị thấy giá rẻ không? Nó xe có sao là chẳng anh báo thẳng báo chuẩn vậy. Đầy nắp capo lại đi. Máy móc êm lắm. Anh chị nè, kính của em nó nè, nắp capo hơi hở một tí xíu, báo thẳng nha. Nó báo thẳng hơi hở một tí xíu, nó bị rớt cái gì lên cái mùi nắp capo nè. Bên này đều, bên này rất là đều nha cô chú chị, bên kia hơi hở. Và nắp capo cũng có cạnh ra có thay rồi, được cho anh em. Mà được cái giá thành cho anh bán mẫu máy dầu thì cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Anh em trải nghiệm vô phần nội thất nha, đăng kiểm tháng 6 2024. Đây anh em, nồi thất rồi. Nè, vô lăng 4 chấu trang bị là túi khí nè. Đi được 209.000 chuẩn đồng hồ luôn. Tắp lô tắp bi là hai túi khí, không có dấu hiệu là bung nổ. Nồi thất em này là nguyên bản là ghế nỉ hết toàn diện. Anh em thấy bộ ghế nỉ mới tinh không? Đó, từng phần cũ số đó nè anh em. Quá đẹp, ghế nỉ nè. Nó mấy dầu người ta chạy 200.000 và là mẫu này chạy là gọi là tương đối là ít. Đời 2009 cả mười mấy năm rồi. Mà chạy 200.000 là tương đối là ít nha cô chú anh chị nha. Sạch sẽ. Đây anh chị, nội thất ở trong nè, bao đẹp luôn. Toàn bộ 7 chỗ ngồi là ghế nỉ nè. Dàn ghế nỉ là mới tinh luôn. Nếu mà anh em yêu cái độ rin thì anh em mua mẫu này về chạy. Và đây là sàn nè, chủ nhà kỹ nè, người ta cũng thay lót sàn mới toàn bộ. Thay lót sàn mới 100%. Keo chỉ ở trong nách là nguyên bản hết, không có đâm va và lỗi lầm. Hai bên bon điện đẹp nè. Nói chung xe không lỗi, chỉ lỗi nhẹ cái nắp capo. Và Trần Anh cũng đã có nói rất là chi tiết ở trên clip rồi nha cô chú anh chị nha. Đây là băng ghế sau nè.
Đó, anh em thấy không, ghế sau hầu như là không có người ngồi luôn. Giá hợp lý vô cùng. Dàn chân thì dàn chân nỉ ba dàn lạch nha, một trước hai sau nha. Đây là phần cốp cánh sau nè, cánh sau từ phần nắm, từ phần lưới nó còn theo xe nè. Keo chỉ của em này là nguyên bản hết toàn diện nè, được chưa anh em. Nách cửa nè, khá là đẹp. Dàn chân máy lạch mở phát mét rưỡi. Đi đôi phía sau là hệ thống đèn của em, nó đèn rin hết bà con. Đây là anh em trải nghiệm phần gầm, anh coi đẹp lắm. Gầm là anh em nhìn anh em hết nước chấm luôn á. Đây anh em coi phần gầm nè, anh em thấy đẹp không? Đó, khung gầm nè, sáng trưng cái bô mới tinh nè. Đây anh chị, em này xài nhíp nè, hỗ trợ A1 giảm sốc nè. Phía sau chúng ta có hai cây rô tinh trụ. Đây là hai cây rô tinh trụ chống hai bên nè. Đó, dẫn động cầu sau hết toàn bộ nha anh em. Anh em thấy gầm đẹp không? Gầm có chỗ nào mục mọt không ạ? Gầm là sáng trưng à. Hỏi gia đình thì chạy mẫu này giá thành quá rẻ, 260 triệu mẫu này, chờ anh bớt cho 10 nữa còn 250, hồ sơ bao rút luôn thì tìm đâu ra được một mẫu xe như thế này. Có cái kính đây nó hơi bị lai nè, đây là 7, đây là 9, kính này là kính lai. Có lẽ kính này là người ta thay, không phải là đâm vai cứng đục mà người ta thay, nhiều khi nó bị nứt kính là người ta thay nè. Người ta thay kính số 7, đây là số 9 là kính theo xe nè. Số 9 là kính theo xe nè, có kính là nó bị lai một tí xíu nha anh em nha. Đó là chừng anh cứ báo thẳng như vậy đó. Nè, còn hệ thống keo chỉ của em nó là nguyên si 100%. Anh chị nè, không mất một phân chỉ nào và cũng không cấn không lỗi luôn. Chỉ có cái nắp capo thôi. Đó là mình báo thẳng như thế. Mình sống mình cứ người thật việc thật anh em. Tạ xe đúng, tạ xe chuẩn cho khách là ok. Nói chung thì nó bị cái gì đổi cho nó capo có một tí xíu thôi, chả ảnh hưởng đâu. Giá thành nó rẻ mà. Anh em trải nghiệm vô phần gầm nè, bốn vỏ mòn rồi, cho nên là bán giá hợp lý cho anh em về anh em thay vỏ. Đây anh em, số rồi, số là nguyên bản hết, máy số rin nha. Đây là số là không có tí, là nhớt nhau ở dưới gầm. Gầm là anh em thấy đẹp không? Đó, gầm về là không có một dấu hiệu là mục mọt ở dưới phần gầm nha anh em. Dẫn động cầu sau rồi. Bên đây nè, bên đây chúng ta sẽ có hàng đinh bấm nè, đinh bấm phần dưới le nè. Đó, nó còn nguyên bản như thế này. Đó, 250 triệu, rẻ chưa? Rẻ nhất mạng, không có giá thứ hai rẻ bằng bên Trần Anh Ô Tô đâu. Rồi, Trần Anh chào anh em nha.